chúng ta đã có cơ hội chung sống học hỏi về thanh điển ở cõi trên, không lưu dụng tâm phạm, càng biết được về trên, càng biết được hồn là vĩnh cửu, chúng ta thấy càng thương yêu nhau hơn, càng phải thực hiện khả năng sẵn có của chính chúng ta là tha thứ. Các bạn biết tha thứ tâm hồn, các bạn mới có cơ hội tiến triển. Còn sự tranh chấp nó trôi buộc làm sao phát triển. Cho nên chúng ta bất cứ giá nào không có thực hiện kỳ được khả năng sẵn có của chính thân chúng ta là tha thứ và thương yêu. Trên hết, trước đầu môi, trước hành động, tất cả trong ý niệm của chúng ta hòa thanh hướng thượng thì mới làm cho ba cõi được tốt đẹp, càng không vũ trụ mới được yên vui. Nếu chúng ta luôn luôn tranh chấp, tức là phóng khí độc hướng ngoại, tạo loạn đức cơ duyên thanh tịnh của chúng sanh, đó là một đại tội. Cho nên trong những ngày ngắn ngủi, chúng ta đã có cơ hội học hỏi nơi đây. Chúng ta hướng thượng đã biết đi niệm hành từ bước một để có cơ hội an tịnh thức tâm và hiểu là rõ nguyên lý khả năng và y lý cao siêu hòa hợp với các càn khôn vũ trụ để trị cái tâm bệnh của chính chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học hành tiến triển khai mở tâm thức và mong giữ bền ý chí đó để tương lai hướng độ những người kế tiếp. Cho nên hôm nay tôi cũng làm tiếp một bài hát hò để cho vui, và chúng ta sẽ cảm thức và học thêm những cái nguyên lý tràn đầy trong nội tâm của mỗi cá nhân. Duyên điểm tình thâm bản thức hồn, biết mình nặng trược lại bôn chôn, nay về thanh cảnh quy cùng mỗi, học hỏi triền miên lễ sông còn. Có duyên điển mấy tiếng đồng hồ xe cộ khổ cực, các bạn có cái tình thâm siêu việt trong nội thức không có thể tả ra bằng giấy tờ ngôn ngữ ở thế gian, và chúng ta đã bước đem thân xác chúng ta đến đây để thức hồn, để thấy rõ ngoài cái xác này còn cái gì, ngoài khả năng này còn cái gì. Chúng ta còn học, cần học hơn và sáng suốt hơn, cởi mở hơn, chúng ta mới đến đây. Biết mình nặng trượt lại bốn chung, biết rồi, cho đến đây chúng ta biết cái hồn ta là bất diệt. Hồn là chủ trị của cái thể xác này, nhưng mà chúng ta còn nặng trượt, còn ăn thua, còn lo lắng, còn trói buộc về những tình yêu tình dục tạm bỡ đó, rồi đâm ra bôn chôn và không có chịu thức tỉnh để sửa tâm tiên hoa. Nay về thanh cảnh quy cùng mỗi, chúng ta trở về một nơi buông bỏ tất cả những sự động loạn, từ trong ra ngoài dòm thấy rừng rú siêu nhiên tự nhiên đang phát triển rõ ràng, mà tâm chúng ta tự đè bẹp làm ngưng trệ sự phát tâm của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta về thanh cảnh rồi, quy cùng mỗi, thấy thế là không có cái gì quan trọng hết. Tình đời chúng ta tính đủ chuyện hết, đến đây để hiểu này hiểu nọ, để biết tương lai này cái gì nào, mà rốt cuộc chúng chỉ có biết về chuyện không thôi. Chúng ta đến với đây với hai bàn tay không, rồi sẽ về với hai bàn tay không, chứ có ôm ấp được cái gì đi đâu. Mà chúng ta còn nặng trược ôm là những sự tranh chấp, những sự sân si, những sự buồn tối, những sự lo âu để làm gì. Chúng ta về đây bỏ hết, học hỏi triền miên lễ sống còn. Lễ sống còn của chúng ta phải thể xác này không? Thể xác này trong định luật sanh trụ hoại diệt, rồi nó phải bỏ xác, phải chôn vùi dưới đất lạnh. Mà hồn chúng ta đi đâu? Đó là hồn bất diệt. Chúng ta rõ được cái lễ sống còn là chúng ta không có bao giờ bị diệt, thì chúng ta không làm điều sai quấy, không phỉnh gạt bất cứ một ai. Nếu chúng ta gạt thì một ngày nào đó chúng ta phải trực diện và chịu tội với người đó. Vì hồn bất diệt có âm phủ, có thiên đàng, có nhân gian, có sự di chuyển tùy theo trình độ, mà tới ngày tới giờ thì chúng ta phải trả quả. Như ngày hôm nay các bạn sống trong gia đình đó là một cuộc vay trả, chỉ trả hết nợ rồi ra đi mà thôi. Mọi người đi học bài, đã và đang học bài vay trả đó rồi. Họ ơi, bản đạo mỏi mòn, về đây chúng hưởng mà chẳng còn si mê, thương yêu tha thứ muôn bề, cảm thông trời Phật. Họ ơi, cảm thông trời Phật,
pha mê cõi trần. Chúng ta biết được trời Phật là từ con người mà ra. Ngài cũng bị trói buộc vì hoàn cảnh trần gian, mà bây giờ bỏ đi vượt khỏi ngũ hành. Cho nên cái sanh tử luân hồi đối với những người đại giác không có quan trọng, mà những người còn có cái bản thể trần trượt này thì cảm thấy đau khổ và nó báo thù, thì quan quan tương báo, hờ hà thờ hiểu, luôn luôn tranh chấp với nhau, đòi hỏi thù hận, rồi chừng nào nó mới xong. Mà cái mạng thì giới hạn có mấy chục năm rồi phải chết, tay không đến rồi tay không đi. Hỡi ơi huynh đệ góp phần như khô băng nghĩa ân tràn đầy, nói theo thực chất của thầy ngày đêm niệm Phật. Hỡi ngày đêm niệm Phật tâm này cảm an đó. Huynh đệ góp phần như khô băng, chúng ta không thể để một người anh em chúng ta chịu khổ mà chúng ta ngồi đó xem. Cho nên như khô băng chúng ta đồng lòng thực thi giúp đỡ nghĩa ân tràn đầy. Chúng ta thấy ân của trời Phật đã ban cho chúng ta tình nghĩa bạn bè chúng ta không có bao giờ xa cách. Nói theo thực chất của thầy, thầy đã hy sinh tu lo ngày đêm cho chúng ta, ngày đêm niệm Phật. Hỡi ngày đêm niệm Phật mà tâm này cảm an, lúc đó người đi trước đã làm được thành công và truyền lại cho người kế tiếp, là người đã trước, người đi trước đã tìm được thực chất của chính người, và khổ, rất khổ mới đạt được. Thì ngày nay chúng ta ngày đêm tu luyện thì cái tâm lúc nào sẽ cảm an, cái thực chất nó sẽ trở về với chính mình, và chúng ta sẽ hưởng được cái nước cam lồ khi chúng ta niệm Phật. 4 tháng triền miên như vậy thì nước miếng nó đang ngọt rồi, thì tâm bệnh đâu còn nữa. Hỡi đàm đạo vui vàng, con đường sanh tử chuyển sang trên tình, thực hành biết rõ tâm mình. Tôi tâm lười biến hỏi, tôi tâm lười biến khó yên tâm hồn. Đó, chúng ta đến đây chúng ta thấy rồi, đàm đạo vui vàng, con đường sanh tử chuyển sang trên tình, có sanh trụ hoại diệt hồi sinh mới có khoai khoan cho tình đời. Thấy rõ ràng cái chân tình là bất diệt. Thực hành biết rõ tâm mình, tối tâm lười biến khói tâm hồn. Chúng ta thấy thực chất và nhìn nhận chúng ta tối tâm, và nhìn nhận chúng ta rồi lười biến, biến hổ cho sự lười biến nữa kìa. Cái tâm hồn chúng ta không yên là vì sự tối tâm mà thôi. Ở nguyên lý sáng tồn, sửa mình tiến hóa mà đại hồn trở thanh. Tôi cần tự phải thực hành giữ tâm thanh tịnh, ở giữ tâm thanh tịnh mà niệm hành không ngưng. Đó, nguyên lý sanh tồn, sửa mình tiến hóa thì đại hồn trở thanh. Đại hồn là đại thanh tịnh, chúng ta nhờ đại thanh tịnh chuyển tia sáng, chúng ta mới có sự hoa hoa sanh 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 tồn cơ thể tại thế gian đây, mà sống trong lễ sống hiện hành. Tối cần tự phải thực hành, quan trọng nhất là mình phải thực hành mới tiến tới. Chứ còn nếu chúng ta không thực hành, chúng ta ý lại nơi ông trời cũng không được. Chúng ta làm như ông trời, sanh tử có mặt con người, có sự hiện diện của ngài, thì cái sanh và cái tử của chúng ta đâu có nghĩa lý gì. Tử chúng ta cũng học bài, mà sanh chúng ta cũng học bài, thì đều là tiến hóa trong thực hành. Tối cần tự phải thực hành giữ tâm thanh tịnh, niệm hành không ngưng lo niệm Phật, thì chúng ta mới là có khai triển và hòa học bên trên, mới trở về nguồn cội quê xưa chốn cũ được. Họ giao cảm không ngừng, điển thánh chuyển giám mà từ từ khai tâm, lý trời siêu diệu nguyên thâm, độ cho sanh chúng. Họ ơi độ cho sanh chúng khai tầm giác quan. Đó, giao cảm không ngừng, sự liên hệ của các bạn hít thở ra vô đó là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Âm thanh các bạn nghe luồng điện đây cũng của cả càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ không ngừng nghỉ, luôn luôn cho các bạn học. Con tim các bạn đập không ngừng nghỉ, nếu ngừng nghỉ thì các bạn không còn đi đứng được nữa. Mà dưới tâm thanh tịnh, điển thanh chuyển giám từ từng khai tâm, là cái phần điển thanh ở bên trên nó giúp cho các bạn sự kích động rồi các bạn ngủ một giấc dậy, các bạn thấy cái điển thanh nó giao cảm, cảm ở đây là năm nay bữa nay nên tranh đấu không, thôi chuyện nó không cần thiết. Cần hòa để tiến, trong tâm lúc nào cũng nhắc cho chúng ta hòa, vì chúng ta rờ, chúng ta ngắt thịt ta, chúng ta thấy đau, chúng ta thấy khổ, thì chúng ta không muốn làm cho người khác khổ nữa.
Do đó mà chúng ta muốn buông bỏ, muốn hòa, muốn tiến. Càng hướng thượng thì càng hòa, càng hướng thượng biết hồn bất diệt thì càng không tham gia trong sự tranh chấp vô ích. Để làm gì, có lợi gì cho chúng ta? Không có lợi, nhưng mà chỉ có hại cho nội tâm thôi. Thù hận để chi? Để làm cho phá hư ngũ tạng cho chúng ta. Sanh bệnh, bệnh do tánh sanh rõ ràng mà không ai hiểu. Sân hận chừng nào thì máu huyết không điều hòa, không điều hòa nó sanh những cái bệnh ung thư khó sửa chữa, khó trị. Lý trời siêu diệu nguyên thâm, độ sanh, độ cho sanh chúng khai tầm giác quan đó. Lý trời siêu diệu nguyên thâm, nó cao vờ và nó sanh tồn mãi mãi trong tâm thức của chúng sanh, không bao giờ nó bị diệt. Nó là chân lý. Thì khi mà chúng ta biết thông cảm rồi, không có sợ, không sợ sẽ sanh tử nữa. Đây là trường học để tiến hóa. Chúng ta không ôm của giật của thiên hạ, mà ôm lấy sự đau khổ tự chôn vùi tâm thức của chúng ta. Thấy không? Độ cho sanh chúng khai tầm giác quan là bên trên thanh nhẹ, để cho chúng ta càng ngày càng mở. Càng mở lấy cái gì chứng minh? Người không tu làm sao nó mở? 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi nó đều mở cái tầm giác quan. Tùy theo trình độ tiến hóa, tùy theo hoàn cảnh kích động và phản động của nó tự thực. Còn người tu thì rút ngắn, đốn ngộ, đi ngắn đường hơn, trực chỉ luồn điển, nhưng mà phải thọ nghiệp nhiều, đụng chạm nhiều, đụng chạm rồi mới mở, đụng chạm rồi mới mở. Vì ta lấy gì chúng ta mở, lấy cái khả năng gì chúng ta mở? Chúng ta hướng thượng thì nó hút, thanh nó hút trượt thì trượt đâu còn, trượt mới là đấu tranh, mà thanh hút trượt thì đâu còn đấu tranh. Càng hướng thượng, càng công khai thì càng không còn mộ nạn nữa. Ở cảnh đẹp rừng quang, chung cùng khai khẩn mà cùng bàn luận tu, chẳng còn ôm lấy ý mù tự mình cúng hiến, cống hiến hạnh tu dân trời. Đó. Cảnh đẹp rừng quang, chúng ta thấy cảnh rất đẹp, xanh biếc, ai tạo cái màu đó cho ta, chúng ta hưởng. Đó là nguyên ý của trời Phật. Chúng cùng khai khẩn mà cùng bàn luận tu, chúng ta khai khẩn, chúng ta mới thấy rằng cái nguyên lý sanh tồn từ cây cỏ cũng được tiến hóa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cây nào không rễ không? Có rễ nó để sống, có miệng để hút để ăn, thì sự công bằng có, trời Phật đã lo. Bữa ăn của các bạn đều lo hết thảy, mà chúng ta quên trời Phật và phá khoái đạo này, phá khoái đạo kia, đạo nọ mà thọ nạn mà thôi. Chúng cùng khai khẩn mà cùng bàn luận tu, chúng ta cũng cùng khai khẩn đem cái rừng quang này trở nên trật tự, để bàn luận cái trật tự trong nội tâm của chúng ta, và để chúng ta giữ lấy sự quân bình để tu tiến. Chẳng còn âm ôm ấp ý mù tự mình cống hiến hạnh tu dân trời. Đó, chẳng không còn ôm ấp cái ý mù nữa, không phải của ta, của trời, của Phật. Thiên ý làm trật tự theo thiên ý, tự mình cống hiến hạnh tu dân trời. Chúng ta biết được đường về nguồn cội là chúng ta là một hoa sen đang dân trời. Ở duyên nghiệp ở đời, học xong bài học mà tích thời tiến thăng, tự mình vượt khỏi khó khăn. Đi đâu cũng thế, đi đâu cũng thế, cũng tầng cảm giao đó. Cho nên duyên nghiệp ở đời, có duyên là phải có nghiệp. Ở thế gian này, học xong bài học mà tích thời tiến thăng, chúng ta vay trả rõ rệt rồi. Có vay là phải có trả. Có cha mẹ nuôi chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ. Có vợ có chồng cũng phải trao đổi với nhau, của chồng công vợ phải làm việc cho đàng hoàng. Học xong bài học mà tích thời tiến thăng, tự mình vượt khỏi khó khăn. Ta làm xong rồi đâu có còn gì khó khăn. Ta trì trệ lười biếng, mặc cái áo cũng không muốn giặt, ăn món ăn cũng không muốn nấu. Việc của chúng ta hàng ngày không chịu làm, để cho người khác làm dồn cục. Đó là thọ nghiệp cho bạn. Tự mình vượt khỏi khó khăn, làm đi thì nó không còn ứ động nữa. Đi đâu cũng thế, cũng tầm cảm giao, cũng tầm cảm giao. Có bỏ chỗ này đi chỗ kia cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Vậy ta làm ngay tại đây hơn là đi chỗ khác. Ở nguyện niệm đổi trao, tình thương đạo đức rõ màu nhiễm tâm, trường tồn chẳng vượt chẳng lầm, tâm phàm ô trượt, tự thâm thủng lòng.
Đó, nguyện niệm đối cao, chúng ta luôn luôn đối diện với một người bạn là chúng ta học hỏi cái khả năng của đối phương, và chúng ta đem cái tốt về thực hành tình thương đạo đức rõ màu nhiễm tâm. Cái tình thương và đạo đức nó mới thể hiện cái màu nhiễm trong tâm chúng ta, trường tồn chẳng diệt chẳng lầm, lúc nào nó cũng ở trong chúng ta, lúc nào chúng ta quay về ta là chúng ta thấy rồi, thấy cái tình thương đạo đức ở trong đó nó có hết, không phải đi học ở bên ngoài. Tâm phàm ô trược, tự thâm thủng lầm lầm đó. Cái tâm phàm nó ô trược rồi, nó càng ngày nó càng thâm thủng, nó càng đào sâu. Cái tánh ý lười biếng, cố chấp, công cao, ngạo mạn đó, đố kỵ tỷ hiềm, nó càng ngày càng thâm thủng, nó càng gia tăng khổ cực vô cùng. Tự mình cô lập mà không hay, ở đời đạo bao lần nhìn nhau cảm thức những phần loạn dâm, ăn năn hối cải mừng thầm, không hành không tiến không hồng đến nơi đó. Nhìn nhau đời đạo bao lần đã đổi thay chúng ta nhiều kiếp luân hồi tại thế, mà nhìn nhau cảm thức những phần loạn dâm, tất cả đều là cơ tạng của nó mà nó không hiểu. Thượng trung hạ có ngũ hành trật tự mà nó không có xài, nó loạn nó đâm nó dâm là muốn việc này muốn vừa kia, muốn việc nào muốn đủ thứ, nhưng mà không có việc nào thành hết. Ăn năn hối cải mừng thầm, không hành không tiến mà không hành đến nơi. Chúng ta không có sửa thì không bao giờ đến nơi. Dũng bấy nhiêu lý thuyết cũng vô ích, chỉ trong thực hành mới đạt tới. Hở hoàn cảnh trường đời dạy cho thức giác trò chơi tạm thời, tu hành sáng tác chân lời nói theo ánh sáng, tự rời tham sân. Đó, hoàn cảnh trường đời dạy cho thức giác trò chơi tạm thời đó, vợ chồng này kia kia nọ cũng là tồn tan tạm thời chứ không có sự thật. Tu hành sáng tác chân lời, mình trở về với quân bình rồi mình hướng thượng là cái chỗ kia mà an ngữ đời đời bất diệt đó, chúng ta mới xuất chân ngôn mà noi theo ánh sáng của bề trên, thanh tịnh của bề trên, để tự rời tham sân. Chúng ta theo sự thanh tịnh đâu còn tham sân, sự tâm tối nó mới tạo tham sân, và chúng ta hướng về thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả thì không có cái tham sân, chỉ có hỗ trợ giúp đỡ phục vụ mà thôi. Hở định luật căn căn, không chờ không đợi mà cân phân thực hành đó. Cái định luật căn căn nó đâu có chờ đợi chúng ta, chúng ta nặng thì chúng ta rớt, mà chúng ta nhẹ chúng quân bình thì chúng ta được đi lên. Cho nên nhiều khi các bạn tu thiền điển nó rút lên bộ đầu đó mà chưa quân bình thì tự nhiên cái căn căn nó gạt cái đầu của bạn. Các bạn phải giỏi là các bạn biết là đường điển của chúng ta chưa quân bình, trong nội tâm chúng ta chưa toàn thức thì nó ngồi không ngay ngắn. Muốn tu quyết chí mới thành, dứt phần loạn động tâm thanh đạt quả đó. Muốn tu quyết chí mới thành, phải quyết chí hướng về luồng điển chứ không có hướng về thể xác nữa, dứt phần loạn động mà trong này muốn kia muốn nào chúng ta dứt, là chủ nhân ông phải gom về hết, nắm chủ quyền, chừng nào hạ lệnh mới được làm, không hạ lệnh không được làm, là dứt phần loạn động tâm thanh đạt quả. Lúc đó cái tâm chúng ta thanh rồi, chúng ta mới thấy rằng ngự ở chỗ nào cũng vậy, sống ở chỗ nào cũng tiến, ở nơi động mà tâm ta tịnh mới thật là tịnh. Hỡi học hỏi thật thà hòa cùng các giới mới là người ngoan, cảm thông chư Phật đạt an không còn tạo nghiệp, tâm an tiến hòa đó. Học hỏi chúng ta phải thật thà, chứ không phải là mới nghe câu được cái diễn tả chặt lắc hết rồi, cái đó là thiếu thật thà. Hòa cùng các giới mới là người ngoan, chúng ta học nên các năng. Nhiều người kiểm chứng mới thấy rõ chân lý, một mình không có kiểm chứng nổi. Cảm thông chư Phật đạt an không còn tạo nghiệp, mình biết được chư Phật là từ con người mà ra, Ngài đã buông bỏ tất cả những sự động loạn, Ngài mới đạt an không còn tạo nghiệp nữa, không có tiếp thu về cái tình ở bên ngoài mà gắn vào tâm chúng ta nữa. Không, tâm an tiến hòa, lúc đó cái tâm chúng ta nhẹ nhàng, thấy bơ vơ ở tình đời nhưng mà sống động trong tình đạo. Ở nguyên lý của cha bi quan ly hợp thiết tha tình đời, nguyên lý của ông trời nên là vậy. Có buồn có vui
có tựu, có ta. Đó. Nó mới tạo ra cái nguyên lý thiết tha tình đời. Muốn sống ở thế gian, muốn hòa ở thế gian. Dạy cho rõ lý chân lời. Nhờ cái đó chúng ta mới biết được cái chân lời bất diệt là cái phần hồn. Đời là tạm cảnh. Cảnh già. Đời là tạm cảnh mà già rồi phải đi. Đó. Cái cảnh thế gian chúng ta có người già nào mà sống vĩnh cửu ở thế gian không? Tới niên độ rồi phải rời bỏ. Trả xong bài rồi phải ra đi. Thờ ơi tự giữ học thi. Hồn thời thích giánh an vi mọi về. Đó. Tự giữ học thi. Chúng ta bây giờ đây là luân hồi xuống thế gian này là chúng ta bằng lòng cầu nguyện được làm con người tại thế gian. Từ con thú được làm con người tại thế gian. Từ ông tiên muốn xuống làm con người tại thế gian. Tự giữ học thi, phải học thi. Cái động là thi chúng ta, soi bói là thi chúng ta. Hồn thời thích giác là an vi mọi vẻ. Hồn chúng ta biết được chúng ta ở ba cõi sống động. Thức giác rồi, chúng ta an vi mọi vẻ, không có bị động loạn nữa. Vô vi chờ trực bên lề, đón người hiền triết. Tiến về tứ không. Đó. Vô vi chờ trực bên lề, hai cái không. Khi các bạn cảm thấy đời cũng không, đạo cũng không, là các bạn giải thoát vô trong vô hình vô thức rồi. Đón người hiền triết, tiến về hư không. Đó. Người hiền triết là phải nắm cái khả năng đại định, nó mới nhập vô cái hư không được. Họ tự cây tự trồng, phúc điền lớn rộng từ trong ra ngoài. Mình phải biết ngay bây giờ tự cây tự trồng, biết cái cơ cấu thể xác này từ siêu nhiêu mà có. Ngày nay chúng ta cứ lo dọn quét từ trong ra ngoài, từ trong cái phúc điền lớn rộng. Đời, nếu chúng ta làm trật tự, gia đình chúng ta sẽ yên vui. Mà tâm chúng ta có trật tự lại càng yên vui nữa, từ trong ra ngoài. Khi trời thanh nhẹ cứ xài, khai thông nẻo hấp, trong ngoài đẹp xinh. Đó. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là khi trời thanh nhẹ cứ xài, Ngài ban chúng ta, cho chúng ta mau tiến. Cho chúng ta phải nhận, chúng ta mới mở tâm mở trí được, khai thông nẻo hấp. Mà trong ngoài đẹp xinh, lúc nào cũng tươi cười. Không phải luận về đồng tiền, nhưng mà luận về thanh điển để sống đời đời. Họ ơi tạm bỡ chút tình, tự mình tu học mà tâm linh đạt hòa. Ở thế gian là tạm bỡ chút tình thôi, vợ chồng cũng tạm bỡ chút nữa. Tự mình tu học mà tâm linh đạt hòa, mình phải sửa lại sự quân bình của chính mình, thì cái tâm linh mới đạt hòa. Càn khôn vũ trụ chung nhà, dẹp phần tranh chấp. Dẹp phần tranh chấp mà rõ cha trên trời. Đó, không còn tranh chấp. Tranh chấp là gì? Cũng như hai con đứa con nít cứ cắm đầu giành cái bánh. Đó. Đứa này giành, đứa kia đá qua đá lại, rốt cuộc rồi tới giờ đói bụng, không ai lo cơm lo cháo. Đó. Ngày nay chúng ta biết tu, chúng ta biết lo, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ không bị bơ vơ tranh giành cái bánh một cách vô lý. 1 triệu người xem hai thằng khùng cứ giành việc với nhau vô ích, mà ông trời chỉ thấy nó sau sự kích động và phản động rồi, nó mới có cơ hội thức tâm, nó mới ăn năn hối cải. Trên ngài vẫn ban thanh kính hư khí hướng độ nó, để nó cạnh tranh đụng đầu, thấy đau thương thể xác của nó đụng đau đau đó, lúc đó nó mới chán ngán trường đời, trở về tâm đạo, trở về phần hồn. Cho nên ông trời không phải đuôi. Chứ nhiều người trách ông trời, nói ông trời đuôi quá, giúp tụi đó mà không giúp tôi, cái đó là sai rồi. Ngài vẫn lấy lòng từ ái hướng độ chúng sanh, hướng độ con ngài. Một ngày nào đụng chạm rồi, nó thức tâm, nó mới trở về quê xưa chung cũ của chính nó. Phật ơi, ngài chuyển thanh lời giúp con tu tiến học thời chứng thanh, tự mình vượt khỏi khó khăn, trên đường tiến hóa cao tầng tự đi. Đó. Ngài chuyển thanh lời, ngài ban chân lý, lúc nào lại không có chân lý đổ chúng ta. À, có cha có mẹ là những lời nhắc nhở, rồi có con có cái, chính đứa con nó mới ra đời, tiếng khóc nó cũng nhắc nhở, thấy chúng ta nghe tiếng khóc, nghe thấy bảo những thảnh thơ của đứa con đó, rồi chúng ta mới thấy rằng nghiệp của tôi quá nặng, nếu tôi nhẹ như nó tôi đâu có đau khổ, mà trước kia tôi là nhẹ, rồi tôi mới thức lần lần tôi thấy rằng chính tôi đã tạo động cho tôi. Vì sự tranh chấp vô lý trong nội tâm của tôi luôn luôn xuất hiện mà tôi không có cản trở nó, là tôi đi nuôi dưỡng nó, thành ra đâm ra động loạn, càng ngày càng cô động, khổ càng thêm khổ. Đó.
cho nên bài trên đã giúp cái thanh lời từ hành động cho tới lời nói, tiếng khóc của đứa trẻ cũng làm thức hồn của người mẹ, giúp con tu tiên học thờ tiến thân, giúp cho chúng ta biết ta là từ nguyên lai vô tư không không, nhưng ngày nay động thì chúng ta trở về với cái không không thì chúng ta mới có cơ hội tiến thân. Nhìn đứa con thấy ta động rõ ràng, tự mình vượt khỏi khó khăn trên đường tiến hóa cao tầng tự đi đó. Mình phải vượt qua khỏi khó khăn vì sự giấy động nó đã quyến rũ chúng ta, chúng ta cư trần nhiễm trần, ngày nay chúng ta lùi trở về thanh tịnh thì không còn sự khó khăn nữa, thì lúc đó chúng ta mới tiến tới cao tầng. Trên đường tiến hóa họ ở trên đường tiến hóa cao tầng tự đi, họ ở con đường bi trí, con đường bi trí dũng thực, con đường bi trí là dũng thi thực hành, chẳng còn trì trệ cành nanh thực hành chánh pháp, em anh một nhà. Đó. Con đường bi trí, con đường bi trí mà không có dũng chí, không có đi dùng cái dũng trong thanh tịnh mà thực thi thì không có bao giờ đạt được. Mà chúng ta con đường bi trí dũng thi thực hành, chúng ta dùng cái dũng trong thanh tịnh của chúng ta mà thực hành thì chẳng còn trì trệ cảnh năng, không có việc làm đến là ta làm được là dạy lục căn lục trần, học cái chữ bi mà thôi, thực hành chánh pháp em anh một nhà, chúng ta sửa trị đem cái nguyên lý của trời đất về khai thông sự trì trệ trong nội tạng của chúng ta, là thấy ai cũng như là mình là người, người là mình, thì tất cả anh em là một. Họ ơi, tự hát dân ca yêu thương không ngớt, mà tình ta tình người, tập tành dứt bỏ biến lời, giải mê phá chấp, người người yên vui. Đó, tự hát dân ca, chúng ta thấy rằng ba cõi ở trong ta, nếu mà chúng ta hòa hợp thì chúng ta khai thông ba cõi là một, mới kêu bằng dân ca. Yêu thương không ngớt, lo xây dựng cho chúng ta và ảnh hưởng người khác, tình ta tình người, tập tầm dứt bỏ biến lười, không còn lười biếng nữa, phải làm việc cho ta. Mấy chục năm ngắn ngủi mà mang cái tiểu thiên địa này không cảm thông được, giải mê phá chấp, người người yêu vui, chúng ta mới giải được cái tâm mê của chúng ta, phá cái sự chấp của chúng ta, là chúng ta đem chân lý để hướng độ tất cả chúng sanh tại thế, cứu khổ ban vui. Họ ơi, tự nguyện rèn chuỗi trở về chân thức an vui tâm hồn, sống trong nguyên ý sanh tồn biển yêu trời Phật. Họ ơi, biển yêu trời Phật mà đường hồn thăng hoa, đó, tự nguyện rèn chuỗi trở về chân thức an vui của tâm hồn, sống trong nguyên ý sanh tồn, không sao bao giờ mà phần hồn bị diệt hết, biển yêu trời Phật. Cái đường hồn thăng hoa, cái đường đó là cái đường đi của cái phần hồn để tiến hóa. Nếu mà chúng ta hạnh, lập hạnh như trời Phật thì chúng ta đi tới cái chỗ thăng hoa cởi mở và không còn bị kẹt nữa. Ở cùng nhịp trang hòa, xuất ra khỏi xác mà vượt xa tình đời, quy thương cha mẹ trên đời, giữ mình thanh sạch. Họ ơi, giữ mình thanh sạch mà tránh rơi vào bồn đó. Cho nên cùng nhịp chan hòa, cùng nhịp các ba cõi càn khôn vũ trụ đều chan hòa với nhau, xuất ra khỏi xác vượt xa tình đời. Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển là chúng ta thâu tam giới về khai thông tam giới trong tiểu thiên địa này, thì tự nhiên nó phải đi chung cùng nhịp, một nhịp mới xuất ra vượt xa tình đời. Càng ngày các bạn các tu, các bạn thấy rõ cái đời của trước kia các bạn động loạn nhiều quá, ngày nay các bạn thấy rõ sự động loạn, sự cố chấp, sự giận hờn vô lý của các bạn, các bạn thấy rõ rồi, không thể nữa. Quý thương cha mẹ trên trời, lúc đó tôi là người căn bản ở trên kia, tôi phong phú, tôi giàu có, tôi nhẹ nhàng, tôi nhàn hạ, tôi không có bị bận rộn như thế gian nữa, tôi hướng thượng thì tôi hưởng. Cho nên các bạn bây giờ cứ lo kiếm tiền, bây giờ các bạn tính đi, lấy tiền đó mua đồ đó, ngồi đó ăn biết bao nhiêu lần cho hết, cho nên ăn không có bị yêu. Mà chúng ta cứ lo cái chuyện ăn không à, mà không có lo chuyện làm. Các bạn làm nhiều chừng nào, sửa bản chừng nào thì các bạn có tánh tốt,
thì các bạn làm sản xuất cái gì cũng tốt cho tất cả mọi người. Lúc đó các bạn đâu còn suy tính bị kẹt ở trong cái đồng tiền nhỏ hẹp đó, mà nó sai khiến thì các bạn ăn ngủ không được. Cho nên các bạn phát tâm nhiều chừng nào thì các bạn có cơ hội sáng chế, có cơ hội sáng chế chừng nào thì cái chuyện ăn ở của các bạn không có thành vấn đề nữa. Quý thương cha mẹ trên trời, lúc đó chúng ta có của cả đời đời bất diệt mà không về đó hưởng, giữ mình thanh sạch, tranh rơi vào vùng phải giữ thanh sạch, không có bị đời nó phỉnh phờ chúng ta nữa. Kẹt một lần xuống bùn rồi là bảy ức niên nó mới trở lên được. Họ ơi, dẹp bỏ tranh hùng, thật thà tự thức mà cùng chúng học hành. Chúng ta dẹp bỏ sự tranh hùng, ai hơn thế kẻ, mà chúng ta chỉ biết rằng tôi đi về với ông trời là tránh thôi. Chứ bây giờ tôi có hơn thì bữa sau tôi cũng thua, cũng què. Các bạn đã xem bóc, xem wrestling đủ thứ hết, cái anh vô địch nào cũng bị hạ hết, chứ có anh vô địch nào mà truyền của thế gian. Thật thà tự thức cùng chúng học hành. Chúng ta thật thà tự thức biết được cái khả năng của chúng ta là vô cùng, chúng ta phải hướng về thanh tịnh để tiến tới sự vô cùng. Cái đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, nên học cái đó thay vì học cái chuyện tạm bợ đó. Chúng ta hướng thượng được rồi, chúng ta sẽ dẫn tiến biết bao nhiêu huynh đệ cùng chúng học hành. Bình tâm bất chiến đã thành, lúc nào cũng bình tâm niệm Phật, không có nghĩ chỉ tranh chấp ăn thua với họ thì rốt cuộc cũng xong. Đâu đâu cũng có luật sanh hòa đó, đâu đâu cũng có cái luật sanh và cái luật hòa, chứ không có bao giờ mà không có sự quân bình của trời Phật. Ông trời ông Phật là phải tinh vi hơn chúng ta, người khổ hơn chúng ta phải tinh vi hơn chúng ta, chứ đừng tưởng người khổ hơn chúng ta là ngu hơn chúng ta đâu. Đã khổ, khổ trong điều luyện tiến hóa nhập niết bàn thảnh thơ cứu độ chúng sanh, nó phải khôn hơn chúng ta. Ở bản đảo sắp xa về nơi loạn động mình giữ hòa lớp tu, rồi đây huynh đệ chúng ta đến giờ chia tay đó, rồi tôi về sự loạn động phải giữ cái chữ hòa lá tu, nhẫn hòa cương quyết đắp bù, phải cương quyết bất cứ trở lực gì đến chúng ta phải trong cái mồm đi, đừng cho lục căn lục trần hoạt động quá nhiều, cương quyết nhẫn hòa đắp bù, dù cho bảo táp vẫn tu vẫn hòa, sự kích động bao nhiêu đi nữa chúng ta đã biết được phần hồn rồi thì chúng ta ra đi. Cũng như chỗ nào động loạn, nhưng mà tôi đi tới đó tôi là người ngoại quốc, tôi có giữ vị trí người ngoại quốc là tôi đi trở về xứ tôi được. Bây giờ chúng ta từ tha phương cầu từ trên tam và tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta biết rõ rồi thì ở thế gian có chiến đấu có giết nhau nhưng có tàn sát được nữa thì hồn tôi cũng về quê nội của tôi không có sợ, không có ôm lấy và không có tham gia những chuyện giết chóc một cách vô lý bất minh. Họ học hỏi đào ra bảy ngày chúng sống mà rõ ta rõ hồn đó, ta học hỏi tự nhờ sự học hỏi mà chúng ta đào ra manh mối của chính chúng ta. Bảy ngày chung sống rõ ta rõ hồn, trong bảy ngày ngắn ngủi chung sống với nhau để cảm thức, để minh cái hồn và cái ta đây là cái gì. Cái ta là sự động lộ, cái hồn là sự hòa cảm thăng hoa, lý truyền thích giác sanh tồn. Cái lý truyền đó luôn luôn nó ở trong tâm hồn của chúng ta, trong không mà có, trong không mà có, chẳng còn bơ vơ. Chúng ta biết rồi, chúng ta đang ngồi thiền đấy không được cái gì, nhưng mà nó có. Cho nên các bạn tin khả năng của các bạn tiến về cái không đó thì hòa đồng với ba giới, không còn bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta nó dài đằng đẵng, nhiều đạo pháp, nhiều tôn giáo, nhiều minh sư, nhưng mà mỗi người theo trình độ, không có thể bắt con người theo con người được. Nhưng mà đưa về nguyên ý cho nó tự thích, nó tự đi, đó là chánh pháp. Tất cả vạn linh ba cõi thiên địa nhân đều phải thích tâm và tự thích tự đi mới tiến qua được. Không có nên kênh làm thầy mà nuôi dưỡng một số đệ tử và để giết người, hại người, cái đó không nên. Vì vậy mọi người chúng ta là chủ nhân ông của tiểu thiên địa, là sư của vạn linh trong cái thể xác này, phải biết thích tâm và phải tự đi, tự tiến, tự giải mới ảnh hưởng được vạn linh trong tiểu thiên địa này. Cho nên trời Phật cũng vậy, làm việc đêm ngày đâu có ngừng nghỉ, ở trong thức luôn luôn, không có giấc ngủ, nhưng mà ở trong thức được cứu độ chúng sanh. Đó, tất cả chúng ta đang đóng vai tại thế gian, cha mẹ cũng thức tâm luôn luôn, muốn độ cho con ta tiến qua, tránh qua tai nạn, tránh qua được sự đau khổ, nhưng mà quý nhất là nó biết tự hành. Cho nên cha mẹ trên trời
quý chúng ta. Nếu chúng ta biết tự hành tự tiến thì chúng ta sẽ có cơ hội tự đạt. Cho nên đến đây cũng tạm đủ cho các bạn trước khi ra về, qua những lời nhắn nhủ trong cái cộng đồng chư thiên Phật đồng hành đồng học như chúng ta, trong giờ phút thiêng liêng này chúng ta ôm ấp chân lý đó để trở về sống với ta và hòa với các giới, để chuộc lấy sự tâm tối và mở cái trí sáng để thăng hoa không ngừng nghỉ. Cái kỳ thật các bạn không có được bao giờ yên giấc đâu. Tim các bạn còn đập, đập là còn làm việc. Nhớ cái câu này, phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thì thức hoạt động nó càng ngày càng mở, thì trong bạn nó cũng không như bên ngoài. Lúc đó không có bao giờ xước động vào tâm nữa. Sửa mình để ảnh hưởng chúng sanh mới là chân pháp. Ngay trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta lập hạnh tu thì cái nhà chúng ta cũng trở nên một cái chùa để ảnh hưởng lan nhiều. Cho nên chúng ta đã đến đây là anh em huynh đệ chúng ta đồng học đồng tu, mà thầy chúng ta là hoàn cảnh. Hoàn cảnh tức là ông sư nó đưa đẩy chúng ta từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ. Ngày nay chúng ta mới tầm đạo, mở trí khai triển trở về nguyên căn, giải thoát thật sự. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay. Hai lên năm này. Chị gì? Hai lên năm. Chị gặp đấy. Chị gì? Đây bọn em. Chị gì đâu? Chị gì đã hàng ra đây? Có gì thì vừa em đem hương đến. Duyên điển tình thâm bản thức ôn, biết mình nắng trượt lại bông chung. Nay về thanh cảnh quy cùng môi, học hỏi truyền miên lẽ sống còn. Hò ơi bạn đạo mỏi mòn, về hò ơi bạn đạo mỏi mòn, về đây chung hưởng chẳng còn si mê. Thương yêu tha thứ muôn bề, cảm thông trời Phật. Hỡi cảm thông trời Phật phá mê cõi trần. Hỡi huynh đệ góp phần, nhất hồ ba ân nghĩa ân tràn đầy. Nói
noi theo thực chất của thầy, ngày đêm niệm Phật. Họ ơi, ngày đêm niệm Phật tâm này cảm ơn. Họ ơi, ba đàm đạo vui bàn, con đường sanh tử, con đường sanh tử chuyển sang chân tình. Thực hành biết rõ tánh mình, tối tâm lười biếng. Họ ơi, tối tâm lười biếng khó yên tâm hồn. Họ ơi, nguyên lý sanh tồn, sửa mình tiến hóa đại hồn trở thanh. Tôi cần tự phải thực hành, giữ tâm thanh tịnh. Họ ơi, giữ tâm thanh tịnh niệm hành không ngưng. Họ ơi, giao cảm không ngừng, điển thanh chuyển giám từ từng khai tâm. Lý trời siêu diệu quyên thâm, độ cho sanh chúng. Độ cho sanh chúng khai tâm giác ngỡ quang. Họ ơi, cảnh đẹp rừng quang, chung cùng khai khẩn cùng bàn luận tôn. Chẳng còn ôm lấy ý mù, tự mình cống hiến. Họ ơi, tự mình cống hiến hành mới, dù cho bão táp vẫn tô vẫn hoàng. Họ ơi, học hỏi đào ra, bảy ngày chung sống rõ ta có hồn. Lý truyền thức giác sanh tồn, trong không mà có. Họ ơi, trong không mà có, chẳng còn bơ vơ. Khi về đó, con mình nào giờ không có biết trần thân. Cũng ráng làm vài câu để dâng lên thầy. Thoáng chốc tâm tư vụt sáng ngời, tấm trần gác bỏ dạ thành thơi. Như Lai dẫn độ con vào đạo, phú quý lìa xa hướng điện ở trời. Ôm trần trọng trượt lòng cay đắng, hồi hướng thanh quang nhếch miệng cười. Kỷ nguyên Di Lạc vô vi pháp, vui hóa an định khắp nơi nơi. Kim bái, kim chi đại hạng. Bằng